동일이다. 你这个给老王不老爷太给老爷你还有Hello, xin chào thầy cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sangma TV. Thì cả nhà thì hôm nay thì Tú đang chuẩn bị quay lại khu mộ mà hôm trước mình thấy một đứa bé cả nhà không mặc áo đó. Thì hôm đó mình có đốt quần áo cho bé. Rồi khi mình về mình thấy nó quẩy tay mình đó. Thì hôm nay mình cũng quay lại mình đặt camera xem coi cậu bé nó có hiện ra không mà có mặc quần áo. Có mặc quần áo hay chưa nha. Đó thì hôm nay tôi cũng thông báo trên kênh của mình là kênh Sangma TV này sẽ không quay về vấn đề mà xin tài lộc nữa nha cả nhà. Thì anh chị nào mà muốn xem về tài lộc thì qua kênh Ngọc Ánh Vlog nha. Đó, Ngọc Ánh Vlog thì tôi sẽ làm về vấn đề tài lộc nha. Thì cái link kênh nếu mà anh chị nào chưa biết kênh á thì xuống dưới phần comment, cái link kênh mình sẽ ghi ở dưới phần comment nha. Quý anh chị mình chỉ cần nhắn vào link sẽ qua bên đó coi được nha nha. Thì bên đó là mình xin tài lộc mỗi ngày. Ok, thì đa phần là hôm nay hầu như là những hôm các cửa từ đầu tiên mình đến hôm nay mình xin tài lộc là toàn được anh chị được trúng hết, cũng khá là may đó. Thì đáng lẽ là mình sẽ mua ba với tiền vàng bạc cái quần áo nọ đốt cho trả lễ cho những cái hương linh đó, nhưng mà ngặt hiện tại bây giờ cái khu vực của Tú nè đang có dịch đó, đang qua cái thị 16, những cửa tiệm tạp hóa như những nơi bán đồ này nọ đã hoàn toàn đóng cửa hết, thì tôi không có cách nào mua được hết, thì cũng khá là khó khăn. Thì mong quý cô chú anh chị mình thông cảm nha. Thì ok, thì hôm nay thì quay lại dung chính, hôm nay là mình quay lại ở đó và mình xem thử coi là cậu bé ma này đã có quần áo mặc hay chưa. Thì ok, vừa đi thôi cả nhà. Thì khu mộ này cũng đói mọi người. Thì mình di chuyển mình sẽ quay kênh này ha. Khi mình đặt mình sẽ đặt cái cảnh ra đêm.
Bên mình cũng hôm trước người ta nhiều dữ rồi. Hôm trước á, đứa bé chỉ mình cái mộ này luôn rồi. Chỉ mình mộ này. Nó chỉ mình lại cái mộ này nè. Mình đứng ở đây nè, ngồi ở đây nè. Mà mình không biết là cái mộ này, mộ nhỏ này hay là hay là mộ lớn này hết. Mà mộ nhỏ thì không có tên tuổi gì hết. Rồi ok, bây giờ mình đặt camera luôn cả nhà ơi. Rồi đặt camera nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đặt cái này nha. Thì hôm nay mình đặt như thế này nha, mình chỉ muốn coi cậu bé có mặc được đồ, có đồ mặc chưa nha, chứ hôm nay mình sẽ không xuất hiện trước camera, mình sẽ đi chỗ khác.
Ừ, thấy gì không cả nhà, thấy gì comment phía dưới nha. Thì giờ buổi tối như vậy mình nhớ qua kênh Ngọc Ánh Vlog để xem về vấn đề mình xin tài lộc nữa nha. Yeah. Tiếng gì đó, gì thế, có cái đầu không có cái đầu vậy, thấy cái áo vậy. Ừ, thấy rõ ràng không, thôi đầu thai đi nghe. Tiếng gì đó, gì thế, có cái đầu không có cái đầu vậy, thấy cái áo vậy. Người thấy rõ ràng không, thôi đầu thai đi nghe. Trời ơi, đúng chào nữa trời, con đi về cái nhà ơi. Bây giờ mọi người thấy không biết nhiều quá. Yeah.